Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại em đang đứng thuộc khu vực xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có tổng diện tích là 3.451,8 m². Có chiều mặt tiền đường là 121 m. Và chiều sâu cạnh ngắn nhất là 22 m. Và đến những cái phần dài nhất là tầm 28-30 m nha quý anh chị. Chiều dài đất là từ hướng tay em chỉ phía trước này đây. Tổng diện tích là gần 3.500 m² nha quý anh chị. 120 m, 121 m mặt tiền đường nhựa chính. Giá là 55 triệu trên 1 mét ngang. Đường hiện trạng đó là đường đổ nhựa 8 m rồi. Đất mình có ranh giới là từ hướng tay em chỉ từ cái phía trụ điện này đây. Và chạy dài đó phía sau này. Cạnh ngắn nhất là 23 m nha quý anh chị. Đây, sang giáp ranh với căn vườn bên này là 23 m. Đây, chạy dài đất mình chạy dài ra phía bên sau này nha quý anh chị. Giá là 55 triệu trên 1 m ngang. Và chạy dài ra phía bên sau này. Tất mình là có hai mặt tiền, còn một mặt tiền ở phía dưới nữa. Để bây giờ em sẽ đi bộ xuống cho anh chị xem mình tham khảo. Ở phía trước đất là view là toàn cảnh của khu vực núi Chai nha quý anh chị. Từ vị trí đất mình di chuyển theo đường nhựa ra hướng DT724 là đường tỉnh tuyến kết nối từ quốc lộ 20 sang bên phía Lâm Hà. Là khoảng tầm 800 m. Lát em sẽ quay cái đoạn video đường ra để cho anh chị xem mình tham khảo tuyến dân sinh ở đây. Bên trong này cũng đã có dân cư hiện hữu nha quý anh chị. Hiện tại thì người ta đang làm la ghim. Người dân đây đang sinh sống làm la ghim nên khoảng cách diện tích đất rộng nên nhà có hơi thưa. Mặt tiền của mình xuyên suốt chạy dài từ cái điểm này em chỉ ở phía trên chạy xuống dưới này là 121 m. Và mặt tiền đường phía dưới bên này cũng được khoảng tầm 25 m nha quý anh chị. Từ vị trí này mình di chuyển về khu vực chợ Tân Hội khoảng cách là 2,5 km. Quanh chợ Tân Hội bán kính 300 m là đầy đủ tiện ích trường, trạm, chợ, ủy ban, không thiếu gì cả. Đây là mặt tiền đường thứ hai của mình. Dài khoảng tầm 25 m. Đất mình ôm theo cái đường nhựa này, vòng bên này. Đều đã có dân cư hiện hữu rồi nha quý anh chị. Bên trong này đã có dân sinh hết rồi. Mặt mình bên ngoài là mặt nhựa chính. Đây, tới phần này là đuôi đất của mình. Với khoảng cách sân bay Liên Khương là 15 km và cách thành phố Đà Lạt khoảng cách là tầm 38 km. Di chuyển thuận tiện, mình sẽ di chuyển theo tuyến cao tốc hoặc là tuyến quốc lộ 20. Và xung quanh đây không gian rất là thoáng đãng. Ở phía trước này là có hồ chứa nước. Đất của mình chạy dọc theo cái mặt tiền này nha quý anh chị. 121 m, giá là 55 triệu trên 1 m. Hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Đường điện cho tới lối đi đều đã được chỉnh chu hết rồi. Nếu có anh chị nào mình quan tâm tới vị trí lô đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.